Thưa quý vị, giám sát phản biện xã hội đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên là một phương thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Triển khai các quyết định 217, 218, thời gian qua, hệ thống mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã nỗ lực nâng cao hiệu quả giám sát phản biện xã hội. Xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh. Hàng năm, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri, nắm tình hình dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố chủ trì hiệp thương với các đoàn thể chính trị xã hội, cung cấp lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm bức xúc và xác định các hình thức giám sát phản biện xã hội phù hợp. Từ đó, chủ động đề xuất và đăng ký nội dung giám sát với thường trực cấp ủy, cung cấp và được phê duyệt nội dung giám sát phản biện xã hội hàng năm. 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 21 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án chương trình kế hoạch trên địa bàn thành phố. Mặt trận các quận, huyện và phường xã đã hoàn thành việc giám sát đối với 30 nội dung như trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, công tác giảm nghèo. Thì khi không còn tổ chức hoạt động dân cấp quận và cấp phường nữa, thì cái vai trò mà giám sát phản biện xã hội của mặt trận được nâng lên. Xác định một điều là giám sát là công tác mặt trận mà giám sát tốt thì xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền tham gia vào vấn đề đó thì nó đảm bảo vững mạnh, mà tiếng nói của người dân được hơn, là đó là vấn đề trong công tác tuyên truyền của mặt trận. Về không phải là giám sát mặt trận, không phải giám sát quyền lực, nhưng mà nói đúng hơn là giám sát toàn dân. Mặt trận các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng 29 dự thảo văn bản liên quan đến các chính sách của địa phương. Những ý kiến góp ý của mặt trận đã tác động quan trọng đến quá trình tiếp thu điều chỉnh các nội dung, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch. Trong 6 tháng chúng ta làm được 21 cái hội nghị phản biện xã hội. Thì thể hiện là ngày càng làm tốt hơn cái quyết định 217, 218, 217, 218. Có nhiều cái phản biện xã hội có giá trị, ví dụ như vừa rồi là cái phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc về hệ số điều chỉnh giá đất cũng có cái tác dụng rất là nhất định. Thì cũng báo cáo các đồng chí là cái hệ số điều chỉnh giá đất nó tác động rất là mạnh đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, cho nên là cũng trên tinh thần tiếp thu cái ý kiến phản biện của mặt trận tại hội nghị vừa rồi thì sắp đến đây hội đồng nhân dân cũng sẽ đưa ra thảo luận, nhưng có lẽ là cũng trên tinh thần tiếp thu như thế thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm để mà trước khi chúng ta ban hành cái hệ số điều chỉnh giá đất. Tôi nói ví dụ một cái việc như vậy là cái hoạt động của mặt trận nó có cái hiệu quả cụ thể và thiết thực là như thế. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát phản biện hiện nay vẫn còn gặp một số khó khăn hạn chế. Một số địa phương cơ sở còn lúng túng trong việc đề xuất nội dung giám sát, chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương, nội dung phản biện chưa phong phú, việc theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát, theo dõi đôn đốc tiếp thu, phản hồi sau phản biện xã hội ở nhiều nơi chưa được chú trọng, dẫn đến việc kiến nghị một chiều, nhất là các kiến nghị của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri vẫn chưa được giải quyết kịp thời. Đây cũng là nội dung được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Thì cái tính chủ động của chúng ta cũng còn chậm lắm. Về nguyên tắc, ví dụ như là anh phải phát hiện ra công trình dự án bức xúc, anh đề xuất cái chủ trương đầu tư kinh phí để mà giải quyết cái việc đó thì vẫn nằm trong cái niên độ kinh phí ngân sách, chứ còn đợi khi mà đã phê duyệt tài chính, đã phê duyệt kế hoạch năm rồi, bây giờ tới lúc đó anh mới kiến nghị thì cái thủ tục nó lại chậm đi trong vòng một năm, nửa năm đến một năm thì nó lại gây ra những cái bức xúc không đáng có. Nếu mà chúng ta chủ động tốt hơn, và trong cái vai trò chủ động này tôi nghĩ là các cái ban công tác mặt trận ở tổ dân phố, ở khu dân cư cũng có cái vai trò hết sức quan trọng trong giám sát, kiến nghị và nhắc nhở chính quyền các cấp. Thời gian tới, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thường xuyên tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, theo dõi giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.